Bệnh mạch tạng, albinism. Bệnh mạch tạng tiếng Anh, albinism, có gốc từ từ Latin albert, có nghĩa là trắng, là một ngữ dùng chung cho các chứng bẩm sinh do quá trình rối loạn sinh tổng hợp sắc tố melanin làm cho da, tóc, mắt của người bệnh có màu nhạt. Da của người bệnh dễ bị bỏng nắng, do đó dễ bị ung thư da. Ngoài ra, bệnh bạch tạng còn gây rối loạn về thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng. Bạch tạng xuất hiện trong hầu hết các sắc dân ở trên toàn thế giới với tỷ lệ khoảng 1/20.000, nhiều nhất là ở châu Phi với 1/10.000. Màu da nhạt của người châu Á và người châu Âu là bạch tạng loại 4 do đột biến sinh học trên gen OCA4. Màu tóc vàng và mắt xanh là đột biến trên gen OCA2 và vài gen khác. Trong bệnh bạch tạng thì bạch tạng da và mắt oculocutaneous albinism OCA là thường gặp và quan trọng nhất. Bác sĩ sẽ trình bày về bệnh bạch tạng da và mắt này. Bệnh bạch tạng da và mắt là một sự khiếm khuyết di chuyển trong sự hình thành sắc tố melanin, gây ra tình trạng giảm sắc tố da, tóc và mắt. Nếu bệnh bạch tạng ảnh hưởng đến da thì thường không ảnh hưởng đến mắt. Tình trạng tổn thương mắt gây ra tình trạng mắt ngang, nystagmus và mắt dọc. Về sinh lý bệnh, bệnh bạch tạng da và mắt OCA là một bệnh di truyền hiếm gặp. Trong đó, số lượng tế bào melanocyte bình thường nhưng sự sản sinh melatonin thì giảm đáng kể hoặc là không có. Bệnh bạch tạng da và mắt thì ảnh hưởng trên mọi chủng tộc trên toàn thế giới. Người ta thấy các biểu hiện liên quan đến dẫn truyền, đến đường dẫn quang, biểu hiện bằng chứng giảm tầm nhìn với thụ thể ánh sáng và làm sai lệch các sợi sơ quang. Bệnh bạch tạng mắt thì lại không biểu hiện ở da. Hầu hết các trường hợp bệnh bạch tạng da và mắt là đột biến gen lặp, đột biến gen chọi, tức là di truyền chọi thì rất hiếm. Có 4 dạng di truyền chính. Loại 1 là loại không có, là giảm hoạt tính của tyrosina, gọi là OCA1A chiếm 40%, và OCA1B, tyrosina catalase, là enzyme trong quá trình tổng hợp melanin. Loại 2 là do đột biến trong gen P, gen học mắt, chiếm 50%. Chức năng của protein P thì chưa được biết, nhưng có thể liên quan đến điều chỉnh pH của cơ quan và sự tích tụ của glutathione có mặt của chất hoạt động methyroxina. Loại 2 thì chiếm 50% trong bệnh OCA. Loại 3 thì chỉ xảy ra ở những người có da tối màu, và loại 4 cũng như loại 3 thì vô cùng hiếm, cho nên ta sẽ không đề cập đến loại 3 đến 4 mà chỉ là 1, loại 2. Về triệu chứng của bệnh bạch tạng da và mắt thì như thế nào? Các dạng di truyền khác nhau thì cho những loại hình khác nhau. Loại 1, OCA1A, là tình trạng bệnh bạch tạng cổ điển, không có men, tyrosina. Da và tóc thì có màu trắng sữa và đôi mắt thì có màu xanh xám. Pha loãng sắc tố OCA1B thì rõ ràng đến tinh tế. Loại 2 thì có các kiểu hình pha loãng màu sắc từ ít đến vừa, các mục ruồi navy và lani sắc tố có thể phát triển nếu mà da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một số đồi mồi trở nên lớn và tối màu hơn. Màu mắt thì thay đổi rất nhiều. Bệnh nhân có sự liên quan về mắt có thể làm giảm sắc tố ở võng mạc, dẫn đến sự nhạy cảm với ánh sáng và sợ ánh sáng. Ngoài ra, các triệu chứng mắt dọc nystagmus hoặc là mắt ngang strabismus, giảm thị lực và mắt thị giác ở hai bên mắt có thể là kết quả của sự thiếu hụt các sợi quang dẫn truyền ánh sáng. Về chẩn đoán thì ta căn cứ vào đánh giá về lâm sàng. Chẩn đoán thì phải khám các loại da và khám mắt. Nếu khám mắt sớm thì có thể thấy được sự mờ mờ của mống mắt, giảm sắc tố của võng mạc, mất sắc tố của điểm mù, giảm thị lực và tình trạng của mắt ngang, mắt
Dạ. Về điều trị bệnh mạch tạng da và mắt thì như thế nào? Ta phải bảo vệ da và mắt chống ánh sáng nghiêm ngặt. Đôi khi cần phải phẫu thuật cho tình trạng mắt nghèo, nystagmus, không có điều trị đặc hiệu trong bệnh mạch tạng. Bệnh nhân có nguy cơ bị cháy nắng và bị ung thư da, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào vẩy. Vì vậy nên tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, sử dụng kính râm, tránh tia cực tím UV, mặc quần áo bảo hộ và dùng kem chống nắng, chế độ bảo vệ nắng SPF trên 50. SPF càng cao càng tốt để bảo vệ chống lại các tia cực tím UVA và UVB. Và sau cùng biện pháp phẫu thuật để cải thiện tình trạng nystagmus, tức là tình trạng đánh mắt nghe. Tức là bệnh mạch tạng da giảm mắt là nhóm bệnh lý hiếm gặp gây giảm sắc tố da, tóc và mắt, tổn thương mắt do sự nhạy cảm với ánh sáng trời, gây tình trạng mắt chọc, mắt nghe, giảm thị lực và mất thị giác ở hai mắt. Chúng ta nên kiểm tra mắt và da để có một chẩn đoán xác định, sau đó hướng dẫn cho bệnh nhân cách bảo vệ da và mắt để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì, hãy comment bên dưới video. Nếu thấy hay, hãy like, share cho những người cũng biết. Và đặc biệt, subscribe kênh, tức là đăng ký kênh để đón nhận nhiều video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.